Hay mình xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay mình hai cũng gần Tết rồi bà con. Ngày nay cũng 21 rồi. Thì mình sắp xếp giao về cho anh khách ở trên Tây Ninh 5 con bò nha bà con. Thì chắc có lẽ thì mình giao mấy con bò này chắc có thể cần cần Tết thì mình không có mua bò nữa, bi gần Tết rồi. Mua về anh không chăm sóc được. Thì mình mời bà con xem nha. Mình thì bắt tới 6 con nhưng mà cái xe thì chở không có hết. Mình còn lại một con bò pháp kem nha. Bò pháp kem 7 tháng tuổi nè, con bò đứng bìa này nè. Thì mình bán cho bà con là cái giá 27 triệu nha. Đó. Thì bò này cao khoảng 1m1. Thì bà con nào có muốn mua gì vỗ béo thì hãy gọi cho mình nha. Thì mình hôm nay mình giao mấy con bò này về cho anh khách ở tỉnh Tây Ninh á. Cái cặp đầu tiên á thì một con kem và con bò B này là 63 triệu nha. Bò này mình bắt tại Bến Tre. Đó, và một cặp nhỏ. Cặp nhỏ thì với hai con bò bên nhà của mình nữa. Thì cái cặp nhỏ thì mình chỉ bán được có một con bò B thôi vì lý do là đủ 5 con rồi xe chở không hết nha bà con. Thì còn té lại một con kem cũng chung mình chung Bến Tre luôn. Thì mình mời bà con xem bò nha. Thân bom luôn á. Để nó anh dẫn hai con này trước đựng anh kia lên sau. Nó phải lên cũng chết rồi, đợi anh kia xuống dẫn lên. Đất. Ừ. Thấy cái sự lợi hại chưa? Nhắn mà đã ra tay thì chuyện gì mình đã xong mà. Ừ. 63 triệu bạc quá xứng đáng. Quá hai con bò ông nội ơi. Cái đất hết không biết. Nha. Mày hả mày. Đó, xuồng. Con này nữa nuôi bán năm mấy 60 triệu là chuyện bình thường luôn nè. Con bao bê này nè. Tiền quá. Đẹp. Tuyệt trời luôn. Xuồng con bao bê này nó bằng bằng cái chở về về trên ta nuôi cho mẹ ơi. Ai mừng thịt mày đâu hết công nghiệp. Ồ hai con này tập anh này. Xây ngang nữa vậy. Đang nghĩa, đang nghĩa, đang nghĩa. Dạ. Rồi, hết chưa? Đây nè. Để nó buộc không đó. Chưa 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 nó bị nên lên ngang không được, lên ngang không được, lên ngang không được. Nhà hai con nữa còn con này vẫn về chuồng.
đi trở lại mới được. Chắc chắc để đi vòng lại đi. Trời lỗ mũi nó xỏ tới xỏ tầm bậy luôn, đấm luôn mà. Đấm mình một phát rồi vô lưới đít mẹ. Đó. Chung hết biết không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi nhẹ thì không có đâu rồi. Đó. Mày vô. Mày vô. Xoay dây giữa luôn. Dây giữa. Mày mới 7 tháng. Chơi cái này. À, nó còn thấp hơn con ba bê kia nữa ông nội ơi. Ba bê đen hả? Ồ. Lê Hồng. Tại xe nghiêng đó ông nội. Không, cây cao hơn. Ừ. Chú không nhầm nhòi ở này lên bình thường. Còn một con này là mình lên xe không hết nha, cái xe chở được 5 con, còn con này còn sót lại. Con nào có mua thì mình để giá 27 triệu thôi nha. Bò thì lùng nhưng mà rất lực, còn lớn xương à. Em này đầu cho bá lửa luôn, tàn hết hồn luôn, chỉ có cái lùng thôi nha, chỉ có đuôi nè, đẹp đàng hoàng nha, đuôi chà bá luôn. Chủ này ta nuôi ta kẹt, ta không chăm sóc, mình mấy thấy ớn rồi. Mới có 7 tháng nha bà con, 7 đến 8 tháng là tới đây nha. Chủ mua bắt về có 2 tháng rồi, người ta bận quá, người ta mất chăm cá lóc, người ta không có. Giờ mình để cho bà con giá 27 triệu nha. Con nào cần alo cho mình. Sáng mình đóng xe là tính giao luôn con này luôn nữa, nhưng mà tại chặt cái xe rồi mình giống được còn con. Con bò này mình dẫn về tới chuồng mình rồi nha bà con. Bà con nào có mua thì là đến thì mình để cho giá 27 triệu. Địa chỉ của mình ở ấp Nhân Thành, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh nha. Con này 27 triệu nè, con này cao khoảng 1m1 nha, xương sóc to đùng đó. Thì tôi video mình đến đây xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Chào bà con, bye bye.